Rồi, xin chào bạn ạ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách để mà mình có thể tăng tốc, cái mẹo mà tăng tốc wifi khi mà mình bị đứt cáp quang hoặc là sự cố đứt cáp quang đó. Thì chúng ta sẽ vô mục Safe Play. Các bạn tải một ứng dụng về Fake VPN đi ha. Thì đây các bạn sẽ chọn là mình đang sử dụng ứng dụng này khá hiệu quả, đó là ứng dụng 4.1 Faster and Safer Internet. Rồi, sau khi tải xong rồi các bạn mở lên. Rồi, thì các bạn chỉ cần bật nó lên thôi. Lúc đó nó sẽ tự động kết nối với một cái IP của nước quốc gia hoặc là cái DNS của cái khác ha. Đó, thì khi bật lên thì nó sẽ hiển thị cái chữ VPN trên đây. Đó, thì sau khi bật lên rồi thì bạn có thể sử dụng bình thường thôi, không cần phải tắt máy khi làm lại nha. Đó, và lưu ý thì khi mình dùng cái ứng dụng này là bản miễn phí nên nó sẽ có quảng cáo, nó sẽ hơi khó chịu một chút. Rồi, cảm ơn các bạn.